Đề bài, viết một đoạn văn tả con gà, bài làm mẫu số 1. Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Cái màu dày và đỏ chót như bông hoa dâm bột lúc nào cũng nghênh ngênh ra vẻ kiêu hãnh lắm. Cái mỏ vàng ươm và hơi khoàm, bộ áo lông của chú rực rỡ đủ màu sắc. Lông cổ màu đỏ lửa pha xanh biêng biếc, lông thân màu nâu mượt, lông cánh và đuôi màu đen óng ánh. Cặp giò chắc nịch cùng cái cựa dài, sắc chính là vũ khí lợi hại của chú. Bài làm mẫu số 2 chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Khoác lên thân hình cao lớn và cân đối của chú là bộ áo lông màu đỏ tía mượt bóng. Trên cái đầu nhỉnh hơn quả chanh là cái màu cờ đỏ thắm như một chiếc vương miện. Đôi mắt vừa bằng hạt đỗ đen lúc nào cũng đưa đi đưa lại như có nước. Dưới đôi chân vàng ươm đã thấy nhú ra đôi cựa sắc nhọn. Đó sẽ là thứ vũ khí lợi hại của chú ta đấy. Bài làm mẫu số 3. Con gà trống là lãnh chúa của đàn gia cầm. Chú ta thuộc giống gà hồ, to con đẹp mã, phải nặng đến 4kg, bộ lông rực rỡ sắc màu đỏ tía, vàng chanh, đen nâu, cái đuôi màu nâu đen, dài, uốn cong như một cành liễu biếc, hai chân có móng nhọn, cựa sắc, cứng như rùi, màu cúa, chó, mèo, ngan, ngỗng đều bạt vía kinh hồn về cặp cựa ấy. Cái màu đỏ thẫm có nhiều răng cưa chĩa lên trời, cái mỏ màu ngà, trụng lại, có thể cứng hơn sắt thép, cặp cánh vĩ đại, chú vỗ lên nghe bồm bộp rồi nhắm mắt, há mỏ gái dội vang sân nhà, cứ nhìn thấy chú gà trống đi dạo trên sân, lượn đi lượn lại giữa mấy ả gà mái, cất tiếng gái ò, ó, ó. Lúc dạng đông mới cảm thấy vẻ đẹp của một chàng công tử đa tình đẹp mã giữa đàn gia cầm đông đảo, bài làm mẫu số 4, những đám mây xám chỉ mới tan đi, thì chú gà trống nhà em đã cất tiếng gái vang báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Cả xóm em đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới chú gà trống đang oai vệ đứng trên một cành xoài, vỗ cánh phành phạch như vừa hoàn thành xong sứ mệnh đón chào bình minh, nhìn chú thật là ơ ừ. ai quá, hồi mẹ mới mua về, chú mới buồn giàu vì phải xa mẹ, xa trốn quen, nhưng thời gian dần dần qua đi, nỗi nhớ nhà ngày càng nhạt dần, và bây giờ, chú đã là một chàng thanh niên tuấn tú, to khỏe như một lực sĩ trên võ đài, đẹp trai như siêu người mẫu, vẻ đẹp của chú thật khó mà tả hết được, cái màu đỏ chói, lộng lẫy trói lọi như chiếc vương niệm của một vị vua, với bộ lông đẹp tuyệt trần, xen kẽ nhiều màu sắc rực rỡ như chiếc áo của nàng vương phi thời xưa, thích nhất là đôi chân khỏe mạnh, chắc nịch, gần mấy ngón chân có một cái cựa chìa ra sắc nhọn, là vũ khí đáng sợ nhất khi chú chiến đấu với kẻ thù, lại còn cái miệng nhọn hoát, cứng cáp để bổ vào đầu địch thủ của mình. Chú có chùm lông đuôi cong cong như mái tóc đuôi gà của các cô gái, trông chú lúc này mới lực lưỡng làm sao cũng trích nhờ sự lực lượng đó mà chú chim gái rất tài hễ cô gà mái nào được đi với chú là an toàn tuyệt đối vì vậy nên chàng ta có rất nhiều tình địch nhiều thì nhiều nhưng chẳng có tên nào dám đụng cô cậu cả cô cậu đã là anh hùng của cả cái xóm này em quý chú gà này lắm không chỉ vì vẻ đẹp của chú mà chú còn mang lại niềm kiêu hãnh của em đối với bạn bè lại rất có ích tiếng gáy của nó luôn báo thức mọi người dậy đúng giờ để chuẩn bị cho một ngày lao động mới chú ta là như thế đấy, vừa chăm chỉ lại vừa trưởng chạc và thật đáng khen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.